ở Nam Bộ, tức là khoảng từ 18.000 đến 20.000 mét vuông của Bắc Bộ. Dạ. Còn nhanh hơn máy Nhật thì nhanh hơn thì khả năng là không thể nhanh hơn được, vì đây là một máy công suất lớn, máy công nghiệp ấy, nó chỉ phục vụ cho thứ nhất là một giá thành có thể, thứ hai là cái gọi là cái xu hướng là mini đấy, mình sử dụng cho hộ gia đình nhỏ nhỏ ấy. Thì thấy là cái máy Nhật thì nói chung là cũng nhiều cái ưu điểm, là mình phải khẳng định là có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những cái mà nó không thể phù hợp với lại cái ruộng đồng của đúng Việt rồi, Nam rồi. Có những cái ruộng có thừa, của những cái ruộng bé thì máy lớn nó không thể hoạt động được, thì khi đấy máy văn lang là khắc phục những cái chỗ nhỏ. Thì mình là cứ tiền đâu mình đánh đấy. Chị ơi chị đứng tránh cái để anh em người ta khinh mà gọi vào người. Như cũ hàng kìa, xin được. Ok đi luôn. Hết chưa? Rồi cái này nó thử, phun mấy cái xung quanh, đúng không? Chào anh Nguyễn Huy Hoàng ạ, chào anh Nhật Minh ạ. Cân vào để nhau. Phun sơn, phun rất là cẩn thận. Quá uy tín luôn. Các bác xem live stream có thể thấy là các bác có thấy có sản phẩm gì máy móc cơ khí của Việt Nam mà xuất khẩu nhiều như máy cây lúa văn lang không? Cái dày cái thưa thì bên em có rất nhiều kích thước ấy. Chúng em hiện tại đang sản xuất các cỡ máy từ 18cm đến 28cm, có các loại 4 hàng và 6 hàng, tức là hầu hết các địa phương tại Việt Nam, tất cả thổ nhưỡng chúng em đều đáp ứng được hết. Tại vì chị cũng có mấy người quen ở miền Trung ấy, người ta ở miền Trung họ cái dày lắm, không biết máy của mình có, nếu mà hợp ở đấy thì chị cũng giới thiệu. Em hiện tại đang có một đại lý ở tỉnh Ninh Bình rồi, còn tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh của mình của chị hết vào thì bên em xuất vào đấy là chủ yếu loại hàng sông 18cm, hàng sông 20 và hàng sông 20cm. Thì dày nhất chỉ là 18 thôi, chứ chúng ta không nên cấy đến mức độ 15-16, nó dày quá. Quá, đẻ nó bông bé. Chứ bông bé hai có thể nhiều sâu bệnh, cọ bụi nó đẩy chứa là lá, nó không có hạt mấy. Chúng ta chỉ nên cấy dày nhất là 18cm thôi. Nhìn ở trên video là thấy cấy đều cứ đẹp lắm, nhưng mà trên thực tế là cấy như thế không em? Thực tế thì chị có thể đến đây chị cấy trực tiếp luôn. Chúng em đến mùa là sẽ có ruộng và có mẹ cho chị cấy thoải mái. Thế những cái video mà em quảng cáo trên YouTube là cấy là em quay quảng cáo hay là em quay thực tế dân người ta cấy? Chị có thể thấy là toàn bộ các video em đăng lên mạng toàn bộ là video phát trực tiếp. Chúng em không hề chỉnh sửa, không hề cấy dặm. Toàn bộ là video. Chỗ ngoài cấy cái vòng qua vòng như kiểu con rắn. Đúng rồi, toàn bộ là khách hàng đến chạy thử ấy, đến kiểu người ta dùng thử đấy. Toàn bộ là video phát trực tiếp chứ hầu hết là không có một video là video quay trình diễn hết. Hầu hết là video phát trực tiếp. Thế là cả như là có cả những cái video mà phụ nữ cũng lái nữa. Đúng rồi, thì nhiều khi khách hàng người ta đến người ta tham quan mấy cái văn lang thì đi gia đình ấy, cả chồng cả vợ rồi là cả con cái đi thì hầu người ta nhường cho mẹ, nhường phụ nữ cấy để người yếu người ta cấy được thì người khỏe cũng dùng được. Thì tốt quá rồi, thế phục vụ được cả trong Việt Nam, cả hết các mọi vùng đất nước, cả đất nước ngoài như thế. Thì nếu mà chị quen biết những bạn bè trên quốc tế thì chị cũng giới thiệu cho. Vâng. Đây công ty bên em thì chị có thể máy cấy văn lang rồi. Đây là cửa hàng số 1. Còn cửa hàng số 2 em hiện tại có, nếu nói về đại lý, chúng ta không nói về đại lý mà nói về cửa hàng của chính xác công ty máy cấy văn lang. Thì bên em có hai cửa hàng chính. Đây là trụ sở ở đây. Còn hai là một cửa hàng phụ thì ở ngoài ngã tư Tuyên Hưng ở trên đường 39 hướng Hưng Yên, đúng rồi, thẳng đường này ra 3 cây nữa thì ở ngoài đầu đường cho khách hàng người ta đến người ta dễ nhận biết ấy. Những biết địa chỉ thì mình, một là mình dẫn người ta vào đây, hai là người ta nhìn đi đường người ta dễ nắm bắt được cái vị trí đấy, tránh trường hợp khách hàng mua phải hàng giả hàng nhái nữa. Thế chị thấy là như là mình là sản phẩm của mình bây giờ là có những cái cơ sở ta làm nhái rồi ạ? À? Dạ đúng, có chúng em phát hiện ra thì có một số đối tượng là đã bắt đầu làm giả sản phẩm ở bên em. Tuy nhiên thì cái quy mô nó gần như nó không có nhiều, quy mô rất là nhỏ lẻ, cho nên chúng em đang có chuẩn bị có những biện pháp để xử lý. Với lại nói thật ra là mình theo kinh nghiệm là cứ cái gì tốt thì người ta mới lại làm nhái. Chứ nếu mà hàng của bên công ty mình mà nó dở, nó không hay thì chẳng ai ta làm nhái. Đúng rồi chị ạ. Đúng rồi chị ạ. Thì hầu như là mình phải hiểu rõ là khi mà một cái sản phẩm nó được xã hội công nhận, được thị trường công nhận thì lúc đấy sẽ bắt đầu có hàng nhái. Ví dụ như một cái đôi giày hàng hiệu chẳng hạn, đúng không? Thì chỉ một thời gian sau là có cái hàng nhái ngay. Thế thì
thì nó thật ra hàng nhái thì cũng có thể là cái giá cả nó rẻ hơn, cũng có thể nó hơi kém một tí, rẻ đã nhưng mà các không cái thể từ bằng hàng thật được. Tiền nào của nấy mà, đâu có cái gì. Tất nhiên là có thì vẫn có những thứ ngon bổ rẻ, thế nhưng mà đã gọi người ta đã phải dùng cái từ hàng rẻ, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ba cái từ nó đi cùng với nhau thì chúng ta hết sức là cẩn thận. Thế cho nên chị có muốn mua máy cấy Văn Lang ấy, chính hãng của bên em, thì chị có thể là đến trực tiếp địa chỉ là cạnh cây xăng xã Lô Giang đây em chị nhé. Đấy số điện thoại em để ở trên biển quảng cáo kìa, 0974 999 124 hoặc là 0988 150 169. Em cũng zoom lên to cho bà con có thể nhìn luôn trực tiếp địa chỉ này, máy cấy Văn Lang này, Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Điện thoại hai số thì bà con ưu tiên gọi vào số đầu tiên, số thứ hai thì gọi hết số đầu thì cũng gọi đến số thứ hai. Đọc cái số để chị lưu vào máy của chị luôn. Dạ, nếu mà có thể đặt hàng cái số mà em hay làm việc trực tiếp với khách hàng nhất. Dạ là số 0, em để chị ghi đi em đọc cho ạ. Đây đây. Dạ 0974 0974 3 con 9 999 số đẹp thế. 124 ạ. 124. Dạ vâng rồi, ạ. Đấy rồi, chị rồi. Lưu vào cho em là máy cấy Văn Lang là được ạ. Được rồi, được rồi. Ok. Rồi, thì cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Chào chị ạ. Đi công việc vâng ạ. Dạ anh.